Xin chào các khán giả thân mến. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi video của mình được mọi người xem. Và tôi rất biết ơn các bạn đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để xem video của tôi. Mong các bạn thích nó và có thể giúp chia sẻ. Hãy để nhiều người biết về nó hơn, mang lại niềm vui cho những người bận rộn hơn và làm cho cuộc sống trở nên đầy màu sắc hơn. Và tôi cũng mong mọi người có thể cho tôi một like. Đó cũng là sự ghi nhận tốt nhất đối với tôi. Tôi rất biết ơn. Video trước, tôi đã giới thiệu bí quyết thứ 10, phần 1, trong 10 bí quyết cổ xưa để trường thọ. Tôi xin giới thiệu tiếp phần 2. Nâng hậu môn 100 lần một ngày, bổ thận, bồi bổ tinh trùng và kéo dài tuổi thọ. Làm thế nào để nâng hậu môn hiệu quả? Nâng hậu môn là phương pháp chăm sóc sức khỏe, có thể thực hiện mọi lúc, mọi nơi. Có thể thực hiện ở nhiều tư thế khác nhau như ngồi, nằm, đứng. Tôi khuyến nghị các phương pháp tập như sau đây để có kết quả tốt nhất. Một là tư thế ngồi. Vào tư thế ngồi, co cơ vòng hậu môn một cách có ý thức. Sau đó thả lỏng. Lặp lại động tác này khoảng 50 lần, cứ 2 đến 3 lần một ngày. Cách tập nâng hậu môn này là thuận tiện nhất. Thứ hai là nằm nâng hông lên. Nằm ngửa trên giường, dùng đầu, vai và bàn chân làm điểm tựa. Nâng mông lên và đồng thời co các cơ quanh hậu môn. Sau đó hạ mông xuống và thả lỏng các cơ quanh hậu môn. Lặp lại điều này 20 lần, mỗi lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Động tác này cũng có thể tăng cường sức mạnh cho các cơ ở lưng dưới và bụng. Ba là tư thế đứng. Vào tư thế đứng, đặt hai tay lên hông, bắt chéo chân, kiễng chân và nâng hậu môn lên trong 5 giây, rồi tiếp tục thực hiện lại. Lặp lại điều này 10 đến 15 lần và thực hiện 2 đến 3 lần một ngày. 4. Tư thế ngồi và đứng. Đầu tiên, ngồi trên mép giường hoặc trên ghế đầu. Sau đó đứng lên, chống tay lên hông, đồng thời co và nâng hậu môn lên trong 5 giây. Sau đó thả lỏng và ngồi xuống. Lặp lại 10 đến 15 lần. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi ngày. 5. Tư thế nằm sấp và quỳ. Quỳ bằng hai chân. Đặt ngực trước lên giường. Nâng mông lên và tạo tư thế nằm sấp. Siết chặt vùng quanh hậu môn trong 5 giây. Rồi thả lỏng. Lặp lại 30 lần. Một lần vào buổi sáng và một lần vào buổi tối. Cần lưu ý, những bệnh nhân bị nhiễm trùng hậu môn cục bộ và áp xe quanh hậu môn, tốt nhất không nên thực hiện các bài tập nâng hậu môn để tránh tình trạng trở nên trầm trọng hơn. Chú ý nhịp thở khi nâng hậu môn.
Hít vào khi siết chặt hậu môn và thở ra khi thả lỏng. Phương pháp nâng hậu môn giữ gìn sức khỏe đòi hỏi phải thực hành dần dần và kiên trì thì mới có thể phát huy được hiệu quả tối đa của toát cốc đạo, của gù đạo đấy. Vậy là tôi đã giới thiệu xong 10 bí quyết cổ xưa để trường thọ. Đó là: 1. Nuốt 300 ngụm nước bọt mỗi ngày sẽ sống đến 90 tuổi. 2. Bàn chân được gọi là trái tim thứ hai. Thường xuyên xoa bóp bàn chân để giữ sức khỏe và trường thọ. 3. Đầu là ngôi nhà của trí tuệ. Chải đầu 3 lần một ngày để thoát khỏi mọi bệnh tật. 4. Gõ răng sáng tối 360 ngày trong một năm. Dù 70-80 tuổi, răng cũng không rụng. 5. Thận khí chảy qua tai. Kéo tai, xoa tai sẽ tăng cường sức khỏe toàn thân, kéo dài tuổi thọ. 6. Vợ chồng xoa lưng cho nhau để giảm mệt mỏi, bồi bổ cơ thể, ngăn ngừa ung thư và trường thọ. 7. Mỗi ngày xoa bụng 100 lần để khí huyết điều hòa, sẽ bất tử. 8. Giảm cân, giữ dáng, giúp máu lưu thông, giãn cơ thường xuyên là hiệu quả nhất để trường thọ. 9. Ấn vào 3 huyệt, hợp cốc, nội quan, túc tâm lý, mỗi ngày một lần để trường thọ. 10. Nâng hậu môn 100 lần một ngày. Bổ thận, bồi bổ tinh trùng và kéo dài tuổi thọ. Tóm lại, 10 phương pháp tập luyện này không bị giới hạn bởi thời gian, môi trường và các điều kiện khác. Điều quan trọng là liệu bạn có thể thực hiện nó và gắn bó kiên trì với nó hay không. Tôi hy vọng 10 lời khuyên này có thể giúp bạn luôn trẻ trung, cơ thể nhẹ nhàng, khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ. Nếu bạn muốn biết thêm những điều lạ lùng, thú vị và nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, hãy theo dõi kênh YouTube của tôi, Dr. Đỗ Nguyên Thiếu Official. Tôi sẽ chia sẻ những bài thuốc cổ truyền, những giai thoại, câu chuyện cuộc sống với các bạn tại đây mỗi ngày. Tôi chúc tất cả các bạn một cuộc sống hạnh phúc và mạnh khỏe. Xin chào tạm biệt.